Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên. Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10. Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới. Phát huy và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 10 tháng 10, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá 30 năm xây dựng và phát triển 1993-2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên được thành lập tháng 6 năm 1993. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay đơn vị có 60 cán bộ viên chức và người lao động, sản xuất 6 chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số gồm ED, Gia Rai, Bana, Sơ Đăng, Mơ Nông và Cơ Ho. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên, nhân viên của cơ quan thường trú VOV khu vực Tây Nguyên đã không ngừng nỗ lực, ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong hệ thống phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và bạn nghe đài. Từ năm 2008 đến nay, các phóng viên của cơ quan thường trú Tây Nguyên giành hơn 50 giải báo chí từ trung ương đến địa phương. Ghi nhận sự đóng góp cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng như huân chương lao động hạng 3, hạng 2 và hạng nhất vào các năm 2004, 2008 và 2015, cờ thi đua chính phủ năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc mừng những thành tích của cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên sau 30 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, 6 chương trình tiếng dân tộc đang phát sóng là một thế mạnh riêng của cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Mong rằng đơn vị tiếp tục đổi mới chương trình, tăng cường truyền thông về chính sách dân tộc, về các chương trình mục tiêu quốc gia, cổ vũ, động viên bà con, tăng cường đoàn kết, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, xây dựng buôn làng, quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và bản sắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đạt được của cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên trong 30 năm xây dựng và phát triển. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên chủ động thích ứng với những thách thức của nghề nghiệp và khó khăn tại địa bàn để xây dựng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn với những nhiệm vụ thiết thực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh theo hướng báo chí hiện đại, gần gũi và giàu bản sắc, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng xu thế chuyển đổi số, lấy công chúng làm trung tâm trên cơ sở phát huy thế mạnh của đơn vị. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã tặng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên bức chướng mang dòng chữ đoàn kết, đổi mới, thích ứng, hiệu quả. Sáng nay ngày 10 tháng 10, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ipien Ye, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 3 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức sản xuất hơn 3.000 tin bài phóng sự, phỏng vấn về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sản xuất và phát sóng 1.816 chương trình chuyên đề tiếng dân tộc thiểu số. Qua đó, đã góp phần đáng kể trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời thông tin quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk đến với các nhà đầu tư và du khách trong ngoài nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp trên địa bàn, kịp thời cung cấp các thông tin mà báo chí quan tâm để khán thính giả có cái nhìn khách quan toàn diện và chính xác nhất.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao sự đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên nói riêng trong công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện vấn đề tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. Thời gian tới, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền các nội dung như chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh các năm của tỉnh Đắk Lắk, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong rằng Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền quá trình xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Chính sách của Đảng, nhà nước liên quan về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hỗ trợ thiết bị thông tin cho bà con dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, phủ xanh thông tin tích cực. Dịp này, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh cho 5 đồng chí, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho người dân ở Đắk Lắk. Hôm nay ngày 10 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 xem xét quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ipinie, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Isang Rinier Kneng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, xem xét quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc lấy phiếu sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cho cán bộ tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác, là cơ sở quan trọng để cấp ủy tổ chức đảng đào tạo bồi dưỡng bố trí và sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý giám sát cán bộ. Qua báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh cho thấy, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bám sát các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện quy trình một cách chặt chẽ và đúng quy định. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Hồng Quý, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, và ông Trần Đình Nhuận, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do chuyển công tác khác, và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Đức Vinh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, 4 trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 19 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định. Kỳ họp cũng đã thảo luận xem xét quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Đắk Lắk, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2023. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm học 2023-2024, đối với Nghị quyết số 12 năm 2022 ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, v.v. Trong thời gian qua thì công tác đầu tư công thì chúng ta thấy cũng đang còn vấn đề này vấn đề kia, chậm trễ hoặc là nó cũng chưa có thiết thực là phù hợp với từng địa phương lắm. Cho nên là cái nghị quyết lần này thì chúng tôi thấy rất là sát và rất là thiết thực để làm sao đó mà công tác đầu tư công của năm 2024 chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Và lần này thì trong nghị quyết có bổ sung thêm một cái đối tượng nữa, đấy là các học viên, các em sinh viên, rồi các thầy cô giáo ở các cái trường trung cấp, các trường cao đẳng nghề trên địa bàn của tỉnh tham gia các kỳ thi nghề toàn quốc cũng như là khu vực thì cũng sẽ được
thưởng trong cái nghị quyết hôm nay. Thì có thể nói việc thông qua cái nghị quyết lần này thì đấy là cái động lực để thúc đẩy cho ngành giáo dục đào tạo và dạy nghề trong toàn tỉnh có những cái điều kiện để mà phát triển mạnh hơn trong cái giai đoạn tiếp theo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thuận lợi các hoạt động điều hành đáp ứng tình hình thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, sớm tổ chức triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, giải pháp và tình hình thực tiễn để chủ động quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, đặc biệt là khẩn trương triển khai giải ngân kịp thời vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ vốn, nguồn vốn phân bổ sau để các địa phương triển khai thực hiện kịp tiến độ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hướng dẫn để kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuẩn bị chương trình nội dung tài liệu, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian cho kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay ngày 10 tháng 10, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia phối hợp với các bộ ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí và các địa phương tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông với nhiều hình thức đa dạng phong phú. 9 tháng năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 90 vụ, giảm 60 người chết, tăng 216 người bị thương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, trong thời gian tới, các bộ ban ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương tiến hành rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe khi tham gia giao thông, đồng thời triển khai công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào một số nội dung như việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ, công tác quản lý bảo trì hệ thống công trình giao thông, việc chấp hành các quy định về kiểm soát tải trọng xe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, chủ đề ngày chuyển đổi số quốc gia là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Đối với tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua, các hoạt động chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, trong đó tập trung vào thúc đẩy phát triển kết nối khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể hóa nghị định của Chính phủ về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định về danh mục dữ liệu dùng chung tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước đã được quan tâm phát triển, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng truyền dẫn căn bản để kết nối giữa các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Đặc biệt là quan trọng là người dân người ta muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì các cơ quan nhà nước đã bắt đầu kết nối chia sẻ dữ liệu với nhau. Ngoài cái dịch vụ công trực tuyến thì có những cái dịch vụ về xã hội số như về y tế, giáo dục là đã có dữ liệu. Như chúng tôi thấy hôm nay một số những cái báo cáo ấy là trong lĩnh vực y tế, giáo dục là bắt đầu đã có dữ liệu và kết nối chia sẻ. Và đấy chính là cái gốc rễ của chuyển đổi số. Và tất nhiên trong thời gian tới thì còn rất nhiều việc phải làm. Đến nay, 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đắk Lắk đủ điều kiện được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Các dữ liệu nền tảng được xác định là dữ liệu ưu tiên gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm, đất đai và các dữ liệu phục vụ các ngành lĩnh vực trụ cột như giáo dục và đào tạo, việc làm, an sinh xã hội, nông nghiệp, tài nguyên môi trường đã được phát triển dần hoàn thiện. Chúng ta cũng làm cho người dân hưởng thụ các cái sự phát triển
Mà đặc biệt bây giờ chúng ta sẽ tập trung để phát triển cái mạng 5G, 4G rồi thì bây giờ đến 5G. Đó. Rồi những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế thì chúng ta cũng tập trung cho chuyển đổi số, ví dụ như lĩnh vực du lịch này. Rồi lĩnh vực ngân hàng này, đó. Rồi lĩnh vực nông nghiệp này. Rồi lĩnh vực thương mại điện tử này. Đó, thì chúng ta sẽ tập trung làm. Với mục tiêu chuyển đổi số tạo ra giá trị mới, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, Đắk Lắk đã nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số. Cái phần mềm của chúng tôi thì hiện tại đang kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh. Hiện tại là chúng tôi là có 224 cơ sở khám bệnh trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đã kết nối với cái phần mềm gọi là kiểm soát về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chủ đề chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Để thực hiện thành công mục tiêu khai thác sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp, cùng với nỗ lực của ngành chức năng, người dân doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn nhu cầu cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác dân vận và đã mang lại những kết quả tích cực. Xã E Hiêu, huyện Krông Bách là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thu nhập chủ yếu của người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, cấp ủy chính quyền địa phương đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường phối hợp các ngành liên quan trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay đời sống của người dân trên địa bàn xã đã có sự đổi thay đáng kể. Tư vấn để cơ cấu lại lao động, đặc biệt là đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo, chuyển đổi một bộ phận để qua làm những cái việc khác, không có bám vào cái sản xuất nông nghiệp, bởi vì cái lượng đất ở đây cũng rất là ít. Thì từ đó đã vận động nhân dân là học nghề, chuyển đổi học nghề ở lao động nông thôn, chuyển đổi ngành nghề, ví dụ như là học may, rồi học về chăn nuôi thú y để có cơ hội kiếm việc làm. Luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo. Đó là nhận xét của đảng viên và người dân về ông Lê Văn Thành, bí thư chi bộ thôn 11, xã Eda, huyện Eka. Hơn 10 năm trên cương vị bí thư chi bộ, ông Thành luôn lấy việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Ông đã tích cực vận động gia đình, người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào do địa phương phát động như đóng góp tiền, ngày công, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa thôn. Xây dựng địa phương thì chúng tôi cũng phát động cái phong trào, tức là cùng cái thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy, trực tiếp nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng nông thôn mới. Thì được cái là chúng tôi mở rộng quy chế dân chủ, thoải mái cho dân bàn bạc, khi dân quyết định nhất trí chúng tôi xây dựng phương án để thực hiện, thì được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện nhiều chương trình phối hợp về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở và khu dân cư. Vận động bà con là cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, chẳng hạn như là chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Rồi bên cạnh đó thì thường xuyên là vận động bà con là nếu mà có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì mang tới công an xã để giao nộp.
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, những năm qua, Ban dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk đã chủ động tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác dân vận, phối hợp với các cơ quan nhà nước cũng như hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia thực hiện tốt các chương trình, đề án, qua đó tạo nền tảng, động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương. Để nâng cao được cái chất lượng công tác vận động quần chúng ở cơ sở, trước hết đòi hỏi người cán bộ dân vận thứ nhất là phải thật sự gần gũi và gắn bó, cũng như là có cái sự chia sẻ đồng hành với công tác mà mình được đảm nhiệm. Cái thứ hai nữa là thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và đồng thời kịp thời phản ánh đến cấp ủy chính quyền các cấp. Cái thứ ba nữa là nâng cao cái chất lượng, nâng cao cái xây dựng cái chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, để nhân dân hiểu, ủng hộ, tham gia thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cần thiết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thông qua nhiều hình thức, gắn với nâng cao đời sống, giải quyết lợi ích thiết thân của nhân dân. Do vậy, phong trào dân vận khéo dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân và phương thức dân vận này cần thực hiện hiệu quả hơn để làm tăng thêm sự đồng lòng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.